Hello, xin chào toàn bạn nhé. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang cục sạc có hỗ trợ quay ban đêm bạn nhé. Thì ở những video clip trước thì mình đã giới thiệu cho mọi người về cái mẫu cục sạc camera iPhone này cũng như cục sạc Samsung này. Thì hai cái mẫu đó thì quay ban đêm được rất là kém. Thì hôm nay mình mới về được thêm một cái mẫu sản phẩm cục sạc để chuyên cái ban đêm. Có hỗ trợ cả quay ban ngày cũng lẫn là quay ban đêm luôn các bạn nhé. Thì cái mẫu này có chức năng là có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại từ xa với chất lượng hình ảnh full 4K sắc nét các bạn nhé. Thì một bộ phụ kiện khi bạn mua hàng thì sẽ gồm có một cái đầu lọc thẻ này. Đầu lọc thẻ này giúp các bạn có thể là khi mà các bạn lưu trữ dữ liệu xong thì các bạn sẽ lấy cắm thẻ nhớ vào trong cái đầu thẻ này để lấy dữ liệu ra. Cũng như là đây là một cái cục sạc. Nó giống như cục sạc nhanh điện thoại bình thường bạn nhé. Mắt camera được đặt ở đây, xung quanh sẽ có 6 led hồng ngoại hỗ trợ bạn quay đêm rõ nét bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang cục sạc quay đêm này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây, và các bạn đăng ký kênh Duy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Duy Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người, và các bạn chỉ cần tải ứng dụng bên điện thoại cho bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang cục sạc quay đêm này, sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Đó, phần trước đây sẽ là phần mắt camera này, xung quanh sẽ có 6 led hồng ngoại hỗ trợ các bạn quay đêm. Đó, ở bên sườn thiết bị đây thì sẽ có hai cái lỗ nhé. Thì nó sẽ có một cái lỗ báo đèn và một lỗ không có đèn. Thì lỗ báo đèn này nó sẽ là có lỗ không báo đèn sẽ là lỗ reset nhé. Thì khi cam các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó không được sắc nét thì các bạn sẽ dí lên một nút reset khoảng 10 giây để reset camera nhé. Và bên dưới đây sẽ là cái chân cắm sạc của sẽ là cái chỗ để các bạn cắm thẻ nhớ nhé. Thẻ nhớ các bạn sẽ gắn theo chiều như cho mình. Các bạn sẽ gắn thôi. Đó, sau bạn sẽ lấy cái nắp này bạn đậy vào. Đó, đây sẽ là cái chân USB nhé, thì bạn vẫn có thể sạc pin điện thoại được như bình thường luôn. Đó, và đây sẽ là hai chỗ cắm này. Đó, thì cái mẫu cục sạc quay đêm này thì để sử dụng được thì bạn sẽ cắm vào trong nguồn điện rồi quay 24/24. Còn cái mẫu cục sạc quay đêm này sẽ không có pin nhé, nên các bạn lưu ý. Đó, sau đây mình sẽ cắm vào trong nguồn điện và sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nhé. Đó, mình sẽ cắt cái đầu thẻ đi. Đó, tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera ngụy trang cục sạc quay đêm này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng điện thoại là ứng dụng lock cam nhé. Bạn nào sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store tải này, cũng như bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cửa là Safari để tải nhé. Các bạn có ô tìm kiếm này, gõ vào đây cho mình ứng dụng là lock cam. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng là lock cam cái biểu tượng màu xanh như này. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng lock cam này về điện thoại rồi, sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài mình chính nhé. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại này, sau đó bạn sẽ chọn mục là wifi. Thì cái camera ngụy trang cục sạc quay đêm này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi là có chữ G đằng trước và một dãy số là không mật khẩu nhé, thì bạn sẽ kết nối vào. Đây, hoạt động một chút này, bạn đã kết nối xong sẽ hiện dấu tích ở trên màn hình nhé. Đó, khi kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài hành chính nhé. Đó, và tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Đó, các bạn chọn cancel cho mình. Thì khi các bạn chọn cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là buy online màu xanh như này. Thì các bạn xem thì các bạn sẽ kích vào chữ online này, rồi bạn chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đó, đây mình sẽ quay cam mình trước cho bạn xem. Đó, đúng chiều nhất thì bạn sẽ quay cho nó dọc lên như này. Đó, nhưng mà mình làm video clip này mình sẽ quay ngang như này nhé, cho nó thuận tay. Đó. Bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh nhé thì bạn sẽ chọn mình cái loa này. Alo luôn. Do cam cục sạc và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng và âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng và âm như vậy sẽ mất đi bạn nhé. Bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn sẽ chọn vào máy chụp ảnh đây, xem này chụp ảnh màn hình này. Đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây sẽ là chế độ lưu video.
3 giây, 4 giây, 5 giây các bạn nhé. Muốn lưu lại video thì các bạn chỉ cần kích vào nó thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là nó cam. Tiếp theo thì hai hình tam giác này sẽ là giúp bạn có thể là đảo chiều hình ảnh này sang trái sang phải này, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới này. Khi cam các bạn quay ở một góc nó bị ngược chiều hình ảnh thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã đúng chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trời, đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Các bạn cho chế độ ánh sáng hình ảnh nó cao lên, cũng như bạn có thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi bạn nhé. Rồi mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Các bạn cho màu hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn có thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, mình sẽ để chế độ ở giữa nó cân bằng. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trăng. Hình mặt trăng này sẽ là chế độ có ban đêm nhé. Thì khi các bạn kích hoạt cái chế độ có ban đêm này lên thì hình ảnh sẽ trở về đen trắng. Và phạm vi khi mà các bạn quay ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, được rất là xa. À, các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Và khi mà các bạn quay ban đêm thì mắt camera cũng như là hồng ngoại ở xung quanh nó sẽ không bắt ánh sáng nhé, nên là các bạn quay buổi tối đi yên tâm. Tiếp theo sẽ là chế độ 1080 này, sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. À, khi bạn chọn độ phân giải 4K thì ảnh rất là nét luôn. Đó, và cam di chuyển tới đâu là hình ảnh tới đó này, nó sẽ không bị chậm cũng như là không bị giật gì hết bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì bạn sẽ thấy ở trên phần thân camera sẽ có sáng cái lỗ màu đỏ lên như này. Thì các bạn muốn tắt cái đèn màu đỏ này đi thì bạn chỉ cần bấm cái bóng đèn trên app thôi là đèn tự động tắt đi. Cũng như các bạn muốn bật đèn lên thì bạn chỉ cần bật bóng đèn lên thôi là đèn tự động bật lên bạn nhé. Đó, bật lên tắt thì mình sẽ thao tác từ xa trên điện thoại hết, rất là đơn giản thôi. Thì vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang cục sạc quay đêm. Tiếp theo thì mình sẽ vào cài đặt chung ở trong cái ứng dụng là nóc cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cài đặt này, rồi bạn hãy chọn vào mục là device setting. Thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của camera nhé. Mật khẩu mặc định của cam thì các bạn sẽ nhập vào đây 123456. Mục lưu password đây sẽ là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi vào. Confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi vào nhé. Các bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu cam nhé. Là cam sẽ ở chế độ riêng tư. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ SD card setting này, sẽ là mục giúp bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một ghi hình 24:24. Là chỉ cần cam chỉ cần cái cam cục sạc này các bạn cắm vào nguồn điện thôi là cam sẽ lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Alarm record sẽ là một ghi hình khi có chuyển động, là chỉ cần có chuyển động di chuyển có mắt cam là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mục video duration là bạn sẽ chọn cái độ dài của video mà các bạn muốn lưu vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé, 3, 5, 10 và 30 phút. Thì ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút thì cam sẽ lưu video là 5 phút một file lưu vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Mục total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này, 298013MB này. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam có bao nhiêu, sẽ hiện ở bên dưới này. Format sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Các bạn đồng ý xóa thì các bạn chọn OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì các bạn chọn cancel cho mình. Đó. Tiếp theo sẽ là mục wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì camera ngụy trang cục sạc quay đêm này nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam cục sạc quay đêm này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi vào. Đó, rồi bạn kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Chỉ cần nơi bạn gắn chiếc camera ngụy trang cục sạc quay đêm này có wifi thôi là đi đâu các bạn cũng có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang cục sạc quay đêm. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang cục sạc này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Huy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Nhận hàng các bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử, cam kết chất lượng hình ảnh giống như video mình đang quảng cáo bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.